9 loại thảo dược chữa xương khớp hiệu quả, an toàn. Các loại cây chữa bệnh xương khớp theo Đông y là phương pháp được nhiều người lựa chọn để cải thiện tình trạng đau nhức, xương viêm ở khớp xương. Ưu điểm của phương pháp trị bệnh này là nguyên liệu thiên nhiên lành tính, rẻ tiền, rất dễ tìm kiếm, có thể thực hiện đơn giản ngay tại nhà mà vẫn mang đến hiệu quả khá tốt. Đây là một trong các loại cây thuốc nam chữa bệnh xương khớp được dùng khá phổ biến trong dân gian. Theo y học cổ truyền, cây trinh nữ được gọi là hàm tu thảo, có vị ngọt, tính hàn, công dụng là giúp chống viêm, giảm đau, an thần, lợi tiểu. thân và rễ cây trinh nữ đã thái mỏng, tẩm rượu, sao cho thơm. liều lượng 20 đến 30 g sắc với 400 ml nước, còn 100 ml uống làm hai lần trong ngày giúp chữa đau nhức xương khớp, thấp khớp, viêm khớp, chân tay tê bại. ngoài ra, nhiều nơi sử dụng trinh nữ nấu thành cao lòng mỗi khi dùng sẽ pha với rượu uống. Hoặc cũng có thể dùng trinh nữ phối hợp với các vị thuốc khác trở thành bài thuốc trị đau nhức xương khớp. Lưu ý, tuyệt đối không dùng cây trinh nữ cho phụ nữ mang thai, người bị suy nhược hay có thể chạm yếu. Cây lá lốt, cây lá lốt, tên khoa học Piper Lolo, là một loài cây thân thảo thuộc họ hồ tiêu và được xem là cây thuốc trị đau nhức xương khớp. Theo đồng y, lá lốt có vị cay nồng, tính ấm với công dụng là ôn trung tán hàn, kiện tỳ tiêu thực và chỉ thống, giúp hỗ trợ chữa các bệnh về xương khớp, phong thấp, khó tiêu, đầy bụng, mồ hôi tay chân. Còn trong y học hiện đại, tinh dầu lá lốt chứa nhiều hoạt chất có khả năng sát trùng, giảm đau và chống viêm hiệu quả. Từ lâu, nhiều người đã áp dụng các bài thuốc từ lá lốt chữa đau nhức xương khớp, gồm sử dụng lá lốt phơi khô rồi sắc lấy nước uống để chữa xương khớp nhức mỏi, ngày 15-30g trong 7-14 ngày ngâm cả cây lá lốt với rượu trắng trong một tháng, sau đó dùng xoa bóp ngoài. Lấy 30 gram lá lốt tươi đem nấu sôi với nước, thêm muối và ngâm chân tay khi còn ấm. Gối hạc, gối hạc, tên khoa học Lirubra Bloom ex Spreng, hay còn có tên gọi khác là cây gối, gối đơn, cây mũn, là một trong các loại cây chữa bệnh xương khớp khá hiệu quả. Theo đông y, cây gối hạc có vị đắng, tính mát, quy kinh phế, tỳ, vị, có tác dụng tiêu sưng, thông huyết, kháng viêm và giảm đau. Loại thảo dược này được sử dụng phổ biến trong việc điều trị chứng tê bì chân tay. Phong thấp, đau nhức xương khớp, xương đầu gối, đau bụng và rong kinh. Sử dụng rễ và thân cây gối hạc tươi hoặc sấy khô sắc nước uống hay ngâm rượu thoa ngoài da để trị thấp khớp và xương khớp. Liều dùng hàng ngày khoảng 10 đến 16 gram. Lưu ý là không dùng cây gối hạc cho phụ nữ có thai người có tỉ vị hư hàn hay đi ngoài sống phân cũng không nên sử dụng loại dược liệu này trong thời gian dài các loại cây chữa bệnh xương khớp đừng bỏ qua ngải cứu theo y học cổ truyền ngải cứu có tính ấm vị cay đắng có tác dụng giảm đau làm ấm kinh đuổi hàn thấp an thai và cầm máu ngải cứu là một trong các loại cây chữa bệnh xương khớp do phong hàn xâm nhập khí huyết kém lưu thông hay do các bệnh lý khác trong y học hiện đại cây ngải cứu chứa hoạt chất flavonoid có tác dụng chống viêm, giảm đau hiệu quả. bên cạnh đó, ngải cứu còn chứa hai chất kháng viêm tự nhiên là asinthin và thai cùng hàm lượng tinh dầu có khả năng gây tê tự nhiên. ngoài ra, trong ngải cứu còn có chứa tamin có tác dụng chống phù nề, maio chống sơ hóa, giảm đau, làm mềm gân. thiền có tác dụng kích thích gân cơ, dây chẳng giúp phục hồi cử động và một số thành phần khác giúp kích thích và tăng cường sức mạnh sự dẻo dai của cơ bắp giảm viêm sưng thông mạch nhờ đó ngải cứu được sử dụng như một trong các loại cây chữa bệnh xương khớp giảm tình trạng sưng tấy nóng đỏ khá hiệu quả một số bài thuốc chữa xương khớp từ ngải cứu bao gồm ngải cứu và giấm sử dụng hỗn hợp ngải cứu giã nát và giấm đem đi làm nóng lên rồi cho vào túi trường sau đó trường hỗn hợp lên vùng da đang bị đau nhức Thực hiện 2, 3 lần một ngày và mỗi lần khoảng 15 phút để giảm bớt cảm giác khó chịu. Lưu ý không được để nhiệt độ quá nóng gây bỏng da. Ngải cứu và mật ong, xay nhuyễn lá ngải cứu, cho thêm mật ong vào khuấy đều và uống hết trong ngày. Uống liên tục trong 1, 2 tuần sẽ thấy hiệu quả giảm đau rõ rệt. Ngải cứu sao muối, gừng, dùng một nắm lá ngải cứu giả đảo trên chảo nóng. Thêm một ít muối hạt lớn và khoảng 5 lát gừng xe khi các nguyên liệu nóng ra, đổ ra khăn hoặc túi trường. Sau đó trường hỗn hợp lên vùng bị đau, khi nguội có thể sao lại để làm nóng. Phương pháp này áp dụng hiệu quả cho các trường hợp đau do lạnh. Lưu ý, không dùng ngải cứu quá dài ngày mà chưa biết rõ nguyên nhân gây đau xương khớp. Những người nhiệt âm hư, cao huyết áp cần thận trọng khi dùng. Ngải cứu có nguy cơ gây sảy thai cho phụ nữ mang thai 3 tháng đầu, nên không dùng ngải cứu cho đối tượng phụ nữ mang thai. Cà gai leo, cà gai leo, tên khoa học Solanum crocumbin lua, một loại cây thuộc họ cà, Solanaceae, và là một trong các loại cây chữa bệnh xương khớp khá hiệu quả mà ít người biết đến. Theo đông y, cà gai leo có vị cay, tính ấm, hơi có độc, có tác dụng tán phong thấp, đau lưng, nhức xương, tiêu độc, tiêu đờm, trừ ho, giảm đau, cầm máu, trị rắn độc cắn, viêm gan, sơ gan, gan nhiễm mỡ, Dân gian thường sử dụng cả gai leo trong các bài thuốc chữa xương khớp đau nhức do viêm khớp, thoái hóa xương khớp, phong thấp. Thực hiện bài thuốc chữa xương khớp từ cây gai leo cũng khá đơn giản. Sử dụng cây cả gai leo đã rửa sạch, cắt khúc, phơi khô, sao vàng nấu với 2 lít nước sôi cho đến khi sắc lại còn 1 lít. Dùng để uống hàng ngày nhằm giúp cải thiện chứng đau nhức xương khớp. Cây nha đam, cây nha đam, tên khoa học Aloe spp, hay còn có tên gọi khác là lô hội. Nha đam chứa nhiều vitamin A, B, C, E, chất chống oxy hóa và chống viêm. Theo y học cổ truyền, nha đam có vị đắng, tính hàn, quy kinh can, vị, đại trường. Từ lâu, nha đam vẫn thường được dùng là một loại thảo dược giúp làm đẹp da, thanh nhiệt, tăng sức đề kháng cho cơ thể. Ngoài ra, việc sử dụng nha đam như một cây thuốc đắp xương khớp cũng khá hiệu quả, giúp kháng viêm, giảm đau trong trường hợp bị sưng viêm do đau nhức xương khớp. Củ nghệ Cơ kiều ma STP từ lâu nghệ đã quá quen thuộc với mọi người vì những tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe. Nhắc đến các loại cây thuốc nam chữa bệnh xương khớp quen thuộc thì không nên bỏ qua vị dược liệu này. Các nghiên cứu phát hiện ra rằng hợp chất cơ min và các dẫn xuất của nó trong củ nghệ được biết đến với tác dụng chống viêm, chống oxy hóa và giảm đau. Một nghiên cứu của Capniratsaykul được đăng tải trên thư viện y khoa quốc gia Hoa Kỳ tháng 10 năm 2020 cho biết. Tác dụng ngắn hạn của curcumin có hiệu quả cao đối với bệnh viêm khớp gối. Cụ thể là giảm đau đầu gối, giảm viêm và thoái hóa khớp. Hiệu quả này tương đương với việc sử dụng các thuốc giảm đau chống viêm trong viêm khớp như diclofenac, ibuprofen nhưng an toàn và ít tác dụng phu hơn. Theo y học cổ truyền, củ nghệ vàng hay còn gọi là khương hoàng thuộc nhóm thuốc phá huyết, giúp khí huyết lưu thông từ đó làm cải thiện tình trạng ứ trệ. Tác trở ở cân cơ kinh lạc, chữa chứng sung huyết do sang chấn, đau khớp, đau dây thần kinh. Bạn có thể thêm nghệ tươi vào bữa ăn, ngâm rượu nghệ xoa bóp ngoài, hoặc sử dụng một số sản phẩm bảo vệ sức khỏe từ curcumin. Cây cúp La Mã, Matricaria Khi nhắc đến cây cúp La Mã chắc hẳn nhiều người sẽ thấy lạ tai, nhưng thực tế đó là tên gọi khác của dương cam cúc một vị thuốc quen thuộc của y học cổ truyền. Loài cúc này được sử dụng làm trà thảo dược và điều trị đau khớp từ rất lâu trước đây. Cụ thể, phần hoa khô của cây được dùng điều trị đau và viêm do thấp khớp, viêm đau khớp do gao. Đã có thử nghiệm lâm sàng trên bệnh nhân viêm khớp gối, cho thấy hoa cúc la mã giúp giảm đáng kể nhu cầu phải sử dụng thuốc giảm đau paracetamol mà không gây tác dụng phụ. Ngoài ra, cúc la mã cũng được chứng minh có tác dụng tốt trên tiêu hóa, làm dịu cơn đau dạ dày, giảm triệu chứng khó chịu của hội chứng ruột kích thích, làm đẹp da, giảm stress, giúp ngủ ngon, giúp ổn định đường huyết. Sử dụng cúc la mã để pha trà uống vào buổi sáng hoặc dùng tinh dầu chiết xuất từ hoa cúc. Cúc la mã nằm trong danh sách các các loại cây thuốc nam chữa bệnh xương khớp an toàn. Tuy nhiên vẫn cẩn thận tìm hiểu kỹ trước khi sử dụng. Những điều cần lưu ý khi sử dụng trà cúc la mã. Những người dị ứng với hoa cúc la mã, ngay cả những hoa họ cúc. Tránh dùng trà cúc la mã trong thời kỳ mang thai vì nó có thể kích thích dạ con làm tăng nguy cơ sẩy thai. Những người bị chứng rối loạn xuất huyết hay đang dùng các thuốc chống đông máu không được khuyến cáo vì trà hoa cúc chứa hợp chất coumarin làm tăng nguy cơ xuất huyết. Trà cúc la mã còn gây buồn ngủ nên cần lưu ý sử dụng khi lái xe hay vận hành máy móc. Uống với liều lượng cao có thể gây nôn mửa và những phản ứng ngoài da đối với nhiều người. Gừng, Zingiber officinal, gừng nổi tiếng với tác dụng chống viêm mạnh mẽ bằng nhiều con đường khác nhau. Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ cũng đăng tải nghiên cứu về tác dụng của gừng trong việc giảm đau khớp. Cho thấy uống 250mg 500mg gừng vào buổi sáng hoặc mỗi ngày giúp giảm đau, cứng khớp, khả năng vận động của bệnh nhân sau 12 tuần điều trị viêm khớp gối. Tuy nhiên, gừng có thể gây kích ứng đường tiêu hóa nên phải thận trọng khi dùng. Theo dõi tác dụng phụ, dùng gừng nấu ăn, uống trà gừng mật ong, ngâm rượu xoa bóp. Lưu ý quan trọng là bạn chỉ nên uống gừng vào buổi sáng, không nên uống gừng vào buổi tối vì có thể gây độc cho tiêu hóa. Những lưu ý khi sử dụng các loại cây chữa bệnh xương khớp. Sử dụng bài thuốc từ những loại cây chữa xương khớp bạn cũng nên lưu ý một số điều sau đây. Bài thuốc từ những loại cây chữa xương khớp thường có dược tính thấp nên có tác dụng chậm. Cần thực hiện đúng cách và kiên trì thì mới đảm bảo hiệu quả. Tốt nhất bạn nên tìm đến các cơ sở đông y hoặc bác sĩ đông y uy tín để được tư vấn về liều dùng cách dùng cho phù hợp các loại cây chữa bệnh xương khớp trên chỉ có tác dụng hỗ trợ giảm đau nhức tạm thời đối với những trường hợp bị viêm khớp nhẹ trong những trường hợp đau nhức xương khớp kéo dài người bệnh nên được thăm khám và điều trị sớm theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa khi đang điều trị theo phác đồ của bệnh viện bạn cũng cần thông báo với bác sĩ nếu muốn sử dụng thêm dược liệu Việc tự ý kết hợp có thể gây tăng tác dụng phụ, thậm chí ngộ độc. Tuyệt đối không được lạm dụng các bài thuốc chữa bệnh xương khớp từ cây thuốc nam trong thời gian dài. Nếu có biểu hiện bất thường trong thời gian điều trị bằng những loại cây chữa xương khớp như buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy, táo bón kéo dài, đau đầu thì nên tạm dừng và hỏi ý kiến thầy thuốc. Thận trọng và tham khảo ý kiến bác sĩ nếu muốn dùng những cây thuốc chữa xương khớp cho người có vấn đề về gan, thận Phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú và trẻ em dưới 18 tuổi. Nếu các bạn thấy video hay, có ích cho mọi người và cộng đồng hãy like, share video này cho mọi người. Nếu các bạn có ý kiến hoặc câu hỏi nào khác, có thể bình luận phía dưới video, mình sẽ giải đáp các thắc mắc của các bạn. Tuyên bố trách nhiệm: Video này chỉ dành cho mục đích thông tin chung cho tất cả mọi người, nó không nên được sử dụng để tự chẩn đoán và không thể thay thế cho việc kiểm tra y tế. Chữa bệnh, điều trị chẩn đoán, kê đơn hoặc khuyến nghị cho riêng cá nhân nào. Video này không tạo ra mối quan hệ bác sĩ bệnh nhân giữa tôi và bạn. Bạn không nên thực hiện bất kỳ thay đổi trong chế độ ăn uống sức khỏe của bạn trước khi tham khảo ý kiến bác sĩ và nhận được kiểm tra y tế, chẩn đoán và khuyến nghị. Bạn phải luôn luôn tìm kiếm lời khuyên của bác sĩ hoặc nhà cung cấp y tế đủ điều kiện khác với bất kỳ câu hỏi mà bạn có thể có liên quan đến một tình trạng y tế của riêng bạn. Tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lời khuyên Quá trình điều trị, chẩn đoán hoặc bất kỳ thông tin, dịch vụ hoặc sản phẩm nào bạn có được thông qua video hoặc trang web này. Mọi thông tin trong video rất cần thiết khảo nghiệm trên chính bạn trước. Trân trọng